Đây các bạn nhìn nhé, ở đây mình có một cái Vega này, địa chỉ nhà mình có một cái tờ giấy rồi nhỉ. Ồ, có một tờ giấy này các bạn nhìn này, có một tờ giấy các bạn nhìn này, lỗi driver cài và đen màn hình, cạc vẫn nhận không cài được driver. Với những cạc như này thì bên mình nhận là chết 100% nhé, nhưng các bạn để ý này, trong quá trình sử dụng con này mua ở Noh 2 không có tem, bây giờ nó bay hết ngày rồi, nhưng trong quá trình sử dụng này các bạn để cây mà cái tình trạng mà để chuột bọ vào nó đái như này nhé thì thực sự là chết rất phí. Vì vậy mới các bạn phải chắn hết vỏ và để nơi khô ráo nhé. Còn nếu mình sửa được con Vega này thì mình sẽ quay video test cho các bạn. GTX 750 bây giờ ngót nghét 2 triệu mà các bạn để phí như này thì thực sự là quá đáng tiếc. Đây nhiều chỗ mốc meo chưa, các bạn nhìn thấy chưa, đây có những chỗ mà khi chúng ta tẩy rửa đánh nó sẽ bay cả linh kiện, rất khó để chúng ta sửa chữa các bạn nhé. Vì vậy là phải bảo quản thật cẩn thận cái đồ điện tử. Đây các bạn nhé, nhân phục của em nó đã được phục hồi. Đây, quay ra đây. Đây, đúng chưa? Đúng hàng họ chưa? Không thể nhầm đi đâu được hàng họ đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ xem mặt sau. Vì vậy là những cái cạc Vega mà không nhận driver hoặc nhận driver đen vẫn có khả năng sửa được các bạn nhé. Nhưng các bạn phải thắp hương trước khi ra khỏi nhà. Cái gì cũng duy tâm duy vật một chút, tâm linh một chút, bàn thờ đàng hoàng một chút là chúng ta sẽ gặp đỏ thôi các bạn. Đúng chưa? GTX 750 Ti không hề yếu sinh lý một tí nào các bạn nhé, đã nhận đầy đủ. Và bây giờ Tùng sẽ tắt em nó đi để cho các bạn ngắm em nó sau khi em nó uống nước thánh các bạn nhé. Đây không phải là dọa các bạn nhé, mà đây là khuyến cáo. Cái gì không làm được thử tuê. Đây không phải là dọa các bạn nhé, mà đây là khuyến cáo. Cái gì không làm được thì các bạn thuê, đừng có tự tay bóp hột làm gì, thọt bố ra đấy. Vì trong cái quá trình vệ sinh ý, rất hay bị bay và mất linh kiện, và lúc đó thì chúng ta tự tay bóp của chúng ta vứt đi một chiếc cạc Vega, tương đương với điều kiện là các bạn vứt đi khoảng 2 triệu ở cái điểm bây giờ. Đây, sau khi là vệ sinh cộng với hàn lại linh kiện thì mình đã test được cho các bạn ở cái trường hợp trên. Khuyến cáo, không làm được thì thuê, còn đam mê thì cứ liều lĩnh thôi ạ. Giờ thì có thể tái hòa nhập em nó với cộng đồng rồi. Và đây là kênh YouTube mới của Noh 2, rất mong các bạn ủng hộ.